này. Như là chủ đề mình đã viết rồi đúng không? Chúng ta sẽ nói về nang cào và nang tị. Các bạn phải lấy giấy bút để ghi vào nhá. Nhìn được á? Vậy thì nang cào có mấy nghĩa? Hôm nay nang cào thì có rất nhiều nghĩa, nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ dạy cho mọi người về 4 cách sử dụng của nang cào. 4 cách sử dụng của nang cào. Cách sử dụng của đầu tiên là danh từ cộng với nang cào. Trong trường hợp này thì nang cào sẽ nghĩa bằng với na độ. Na độ chắc là mọi người quen rồi đúng không? Na độ ngày xưa mình như là như là vân vân đúng không? Chẳng hạn như là đúng không? Thì bây giờ mình cũng sẽ dùng như vậy nhá. Hãy ví dụ ngày xưa trong Mina hay nói là gì? Ocha nang cả ikaga desu ka? Đúng không? Anh có uống trà không ạ? Đúng không? Hay là cái gì nhỉ? Sokuji nang ka ikimasu ka? Có đi ăn cơm không? Sokuji nang ka ikanai? Tôi lấy một loạt cái chủ đề về uống này. Uống à? Kohi này, Coca-Cola này, các thể loại này. Thì mình đưa ra một từ đúng không? Cola nang ka ikanai? Anh có uống Coca không? Anh có uống Coca không? Ví dụ như là đúng không? Lai nen no 7月 N3 nang ka ukemasu ka? Thế tháng 7 năm sau cậu có định thi N3 không đúng không? Chúng ta đưa thành nan ka, N3 nan ka đấy. Có thể hiểu của mỗi câu này không? Nó giống như là na độ đấy nhé. Mình đưa ra một ví dụ cho người khác đưa ra lựa chọn gì đó đúng không? Ví dụ để cho đưa ra cho người khác lựa chọn. Ok, bằng với đế mộ. Tiếp theo. Nghĩa thứ hai. Khi mà đứng một mình ở đầu câu thì nó tương đương nghĩa là gì? Không hiểu vì sao, sao cứ thế nào ấy nhở? Kiểu kiểu như vậy nhỉ? Ví dụ, lần sau nó hay đi với tính từ kiểu dạng chỉ cảm xúc của cảm mình. Cảm xúc của mình. Hay. Kiểu nàng cả khi tôi gặp sức nai nhất nè. Trời ơi, không hiểu vì sao hôm nay người quý đi làm sao ấy nhở? Nàng cả kiểu khi tôi gặp sức nai nhất nè. Rồi đấy. Điều đi đảo, ngược một tí. Nàng cả sabi si đi sio. Sabi si mà cười tê tê. Sao hôm nay cứ buồn buồn thế nào á? Chẳng hiểu tại sao, chẳng hiểu tại sao buồn buồn á. Ví dụ mình có vừa nãy mình ăn nhãn đúng không? Nghe quả nhãn chẳng hạn. Quả nhãn hôm nay nó không ngon tí. なんか今日の流眼は美味しくないな。流眼ですね。流眼、そうですね。なんか今日の流眼は美味しくないな。そうですね。なんか今日は気持ちがいいな。本業さんなんか不意不意でなわ。なんか変だな。変、何が変？なんかでさ、なんか怖い。本業さんくそそろさわ。何か怖い怖いの怖いよ。 Không, em cứ nghĩ thế. Nang cả, thanos xin ですね皆さん. Sao cứ vui vui làm sao á? Đấy. Đấy. Có hiểu nghĩa thứ hai chưa? Nghĩa thứ ba cũng là danh từ nang cả, mình dịch vào một cái từ ui giới cái danh từ này thì á làm sao đó nhá. Tức là gì, cái danh từ đó mình hơi kiểu cảm giác xem nhẹ một chút nhá. Ví dụ Việt Nam phải tương đương ui giới ơi. Ui giới ơi. Chẳng hạn như cô Thanh đang thất tình chẳng hạn. Thì ví dụ mình bảo là ôi cái thằng đấy thì em cũng chẳng phải nghĩ ngợi làm gì cả. Kare nanka kangai nakute ii yo. Kare nanka aitsu là thằng đấy, em không cần phải nghĩ gì về thằng đấy làm gì cả. Aitsu nanka kangai nakute ii yo. Tiền nong đúng không? Ôi gì tiền chứ. Anh không thiếu đâu. Okane nanka takusan arimasu yo. Ok. Chưa? Cưới xin cái gì ở vậy cho xong. Kết hôn nang cả. Né. Sono ma ni itemo daizoubu desu yo. Kết hôn nang cả iranai. Kết hôn nang cả iranai. So desu ne. Với kanji. Hay là Nihongo nang cả kantan. Ví dụ là nghĩa gì thầy? Ôi, tiếng Nhật thì đơn giản mà. So desu ne. Asameshi mai. Hay là Zomodi no video nang cả mitaku nai. Ôi giời. Cái video của cái ông Dũng thì xem làm gì? Hay là chúng ta hay nói con trai hay nói con gái, con trai những người con trai bị thất tình đúng không? Hay thì tự mình an ủi nhau đúng không? Ôi giời, gái mình chẳng hứa thì cần cái gì? Kanojo nan ka iranai. Onna nan ka iranai yo ne, minasan. Tôi mà thì con gái cũng thế đúng không? Ui giời, đàn ông đàn nhất cái gì thèm vào đúng không? Otoko nan ka iranai. これ本当ですか？そうですよ、本当ですよ。はい。結婚なんてしない。 đúng rồi. なんて？ đúng rồi. 結婚なんてしない。 đúng rồi.
vậy thì cái từ nanka này nó tương đương với nante đấy nhé. Rồi, nên nanka và nante. Ở cái nghĩa số 3 này nhé, mọi người nhớ nhá. Ví dụ danh từ nanka, nante đều giống nhau. Ví dụ có thể mình sử dụng những cái mẫu câu vừa nãy mình vừa dùng xong, ví dụ onna nante iranai yo. Otoko nante iranai yo. Hay là kimi nante dekinai deshō, kono shigoto wa. Gì chứ mày chắc không làm được công việc này đâu. Ngoài ra, nante có một câu là gì nhỉ? Dùng để khiêm nhường mình. Em á, em không làm được công việc này đâu. Watashi nanka. Hoặc là watashi nante đều được. Watashi nanka, kono shigoto ga muri desu. Bởi vì cái danh từ mà đứng đằng trước nanka, nante đều bị coi thường, rất là bị xem nhẹ xuống. Nên là khi mà dùng với bản thân nó có những ý nghĩa là khiêm nhường nhá. Khiêm nhường, ví dụ watashi nanka, kono shigoto ga muri desu. Đúng không? Em chứ công việc này thì khó lắm anh ạ. Không làm được đâu, muri desu. Tiếp theo, cuối cùng ạ? Cái cuối cùng của nanka, cái dùng của nanka là VT cộng với nanka và đằng sau là thể phủ định nai hoặc inai. Ví dụ cụ thể, khóc đâu mà khóc hay là gì nhỉ? Cười đâu mà cười. Động từ nhé, động ngủ từ. Đâu mà ngủ. Hay là tức đâu mà tức, giận đâu mà giận, đúng không? Đúng không? Ví dụ cụ thể, khóc đâu mà khóc. Nai te nanka inai desu. Nai te nanka imasen. So desu ne. Tức là chỉ bụi bay vào mắt rồi gomi ga mê ni haitta dake. Bụi thì trong tiếng này người Nhật người ta nghĩ đó là cái rác, đúng chưa? Gomi ga mê ni haitte dake. Thì ghép vào câu bảo không? Khóc đừng mà khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Như thế này. Ok. Nai te nanka imasen. Tada mê ni gomi ga haichanta da yo. Gomi ga haichanta da. So desu ne. Hay là tức đâu mà tức. Okotte nanka inai yo. Anh giận em à. Chỉ lo cho em mà thôi. Anata no koto o shinpai shite ru dake desu yo. Chết đâu mà chết à. Còn bài hát như thế này nhá. Watashi no ohaka no mae de nakanai de. Cái gì nhỉ? Nhưng mà đoạn cuối đằng sau nó có một câu như thế này. Xin de nanka imasen. Rồi đâu có chết. Hoa chết đâu mà chết. Chết đâu mà chết. Xin de nanka imasen. Rồi, hoặc là đằng sau chúng ta có thể sử dụng irarimasen, irarenai. Ngủ đâu mà ngủ, ôm em ngủ rồi à? Mô nê tả nó. Ý ế, nê tên nanka irarimasen. Em ngủ đâu mà ngủ. Shinpai shite nanka irarenai. Hay, mỗi câu này các bạn hiểu chưa? Nó là nghĩa thứ tư rồi đúng không? Ngoài ra, khi mà tính từ, đúng không? Tính từ thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Ví dụ, lạnh đâu mà lạnh, đúng không? Ấm thế này cơ mà. Lạnh là tính từ đúng không? Thì là gì nhỉ? Tính từ đôi y này chúng ta bỏ y đi cộng cự. Bỏ y đi thêm cự vào. Cộng với nan cả này. Nan cả này. Ví dụ, xa mươi thì là xa mươi cự, nan cả này. Lạnh đâu mà lạnh. Lạnh đâu mà lạnh. Xa mươi cự nan cả này rồi. Vui đâu mà vui. Ureshiku nanka nai yo. Ureshiku nanka nai yo. Ví dụ, tính từ đôi na mẹ danh từ. Đơn giản thôi, tính từ đôi na. Không phải. Tính từ đôi na nhá. Tính từ đôi na thì như thế này. Tính từ bỏ na đi. Cộng với nanka jarimasen. Mẹ danh từ tương tự như thế. Ôi thằng đấy người Nhật đâu mà người Nhật. Nihonjin nanka janai yo. Người Nhật đâu mà người Nhật. Kirei nanka janai yo. Sinh đâu mà sinh. Xấu hỏa sư ra. Okay. Mọi người hiểu bài không? Tự nhiên mọi người bảo là gì nhỉ? Ô, con Thanh yêu thầy Dũng à? Con Thanh là người yêu thầy Dũng à? Yêu đâu mà yêu cũng vật. Yêu đâu mà yêu, những người yêu đâu mà người yêu. Koi bito nanka jarimasen yo. Ne. Koi bito nanka jarimasen. Chỉ là thầy Dũng mà thôi. So. Ngốc đâu mà ngốc này. Baka nanka janai yo. So desu, kanpeki desu. Sumu nanka janai, đúng rồi. Ổn đâu mà ổn, em đang buồn chết ngài. Ví dụ thế đúng không? Được chưa nhá? Câu ngày hôm nay chỉ như vậy thôi. Nante thì nó có nghĩa là khiêm nhường, hay là hơi khiêm nhường, hay coi nhẹ. Coi nhẹ, hay là khinh thường cái gì đó, giống như là cả. Thế rồi. Thì hôm nay có 5 cách dùng gì đấy của Nanka bọn mình giới thiệu mọi người không? Ghi vào bản thực hành nhá. Bởi vì tổ Nanka sửa này ạ. Cái mà VT Nanka thường chỉ đi một vài những cái động từ nó giới hạn một chút về cảm xúc. Không đi với đa số mọi người nhé. Đấy, cũng ít sử dụng đúng không? Chỉ đi với một vài những cái cách nói với cả từ chỉ cảm xúc thôi nhé.